Xin chào anh em, chào mừng anh em đến với kênh Cho Tặng Com. Hôm nay mình sẽ chế một cái đèn led cốp nhá, sử dụng một cục pin Ryobi 40V 6Ah này. Ui cái pin này phê lắm anh em ạ. Tí có gì mình sẽ mở cho anh em xem luôn ở trong của nó nhá. Cái cục pin này là 40V này. Mình sẽ phải dùng một cái MacBook để cho nó về 12,6 hoặc là 12,7, 12,8. Coi như là cái tầm độ dưới 13V nhá, để cho cái bảng led code này. Đây, mình sẽ dùng cái MacBook này. Input của nó sẽ là mắc 40 41V. Output chúng ta có thể chỉnh từ 3,5 đến 40V, mình sẽ chỉnh về 12,6V. Mình dùng thêm một cái đồng hồ báo dung lượng này. Thêm một cái module Book và Board ZK4KX này. Cái này có thể hiển thị trên bảng LED này. Chúng ta sẽ làm một cái nguồn đa năng luôn. Tiếp theo, một cái mạch sạc điện thoại QuickCharge 3.0, 4 cổng. Input của nó là từ 6 đến 32V này. Output sẽ là 4 cổng sạc nhanh, đây QC 2.0 trên QC 3.0. Coi như là cái đèn này là đèn đa năng, vừa để soi, vừa để có dùng để làm sạc dự phòng sạc điện thoại này, vừa có thể là một bộ nguồn đa năng, chúng ta có thể test các thứ linh tinh. Trái tim của nó sẽ là cái pin Ryobi 40V này. Rồi mình sẽ mở cho anh em xem thử cái pin này nhé. Đây anh em ạ, cái pin này nó mới 99% luôn. Đây, một khối này. Ui cái này dùng làm đèn thì bao giờ đã hết. Rồi, mình sẽ lắp lại đây, tại vì mình mua về để dùng. Nhờ ông là mua về để bung lấy sao pin này, cũng lời bao nhiêu ấy. Cái này ngon vậy mà để bung cho dùng thì hơi uổng. Nên là mình sẽ lấy cả cục này, hôm nào sẽ chế cháo nhiều thứ mấy cục này. Bây giờ đến khay đá này, mình vô tình thấy nó vừa mấy cái này luôn anh em ạ. Đấy, vừa đẹp luôn, tản nhiệt được. Đó. Như kiểu sinh ra dành cho nhau vậy. Bình thường ấy, anh em dùng một cái này thôi là cũng đủ tản nhiệt cho cái led cốp 12V 6A7W này rồi. Nhưng mà để tăng thêm cái tản nhiệt cho nó tốt hơn nữa, tuổi thọ của nó bền hơn nữa, mình sẽ độ thêm một cái miếng nhôm này vô nữa. Đấy, như này. Mình sẽ gắn ở phía dưới này nhá, tại vì phía trên thì mình sẽ để một hàng công tắc các thứ. Bên này sẽ để cái module này. Chỗ này để cái này rồi này. Cái module này chắc để đâu đây vẫn vừa. Mình nên sẽ cho về góc bên này. Tí khoét gắn cái module này vô đây.
Anh em khoan nhớ để ý nhá, xem nó có vào cái đường mạch không. Đây của mình này, ở dưới này không có đường mạch, mới xung quanh như vậy. Mặt trên thì nó sẽ có, nhưng mình sẽ không hàn vào, à không khoan vào cái mặt trên. Đó, anh em nhìn kỹ này. Đây này, cái đường mạch của led này, nó sẽ chia ra đây. Đấy, nhìn kỹ nhá. Đây, từ cái đầu led cộng này, led trừ này, nó sẽ có một cái đường mờ mờ này, nó sẽ chạy lên trên này. Đó, cái điểm chấm của mình nó ở giữa hai đường luôn, vậy nên mình sẽ không khoan ở đấy. Đây đến đây nó sẽ vào trong này này, mình sẽ khoan ở ngoài này. Ngoài này không có này. Dưới này không có này. Anh em khoan chuẩn với nhá. Cái keo này mình vừa nhỏ thêm nhé để cách điện anh em ạ, coi như thành một lớp cách điện không màu trong suốt luôn.
Có lẽ mình sẽ dùng cái mạch hai cổng này thôi, bốn cổng cũng không dùng lắm mà gắn vào đây nó lại hơi chật.
Đấy, mình làm cái khung này nhá, coi như là để gia cố một cái khung này luôn. Là cái này nó hơi mỏng này, mình gia cố nó cứng luôn. Và là để cái giá đỡ, cái adapter này để gắn cái cục pin vô.
Như vậy mình vừa hàn xong rồi, nhìn nó hơi nhùng nhằng nhưng mà nếu anh em nào hiểu thì sẽ dễ. Bây giờ mình sẽ nói qua cho anh em nhá. Cái pin này sẽ là nguồn vào tổng này, đầu âm của pin mình sẽ đấu trực tiếp vô cái đầu in của cái module này, module hạ áp hạ về 12,6V mình đã chỉnh lúc nãy. Cái đầu in vào nhá, là in của pin này thì mình sẽ đấu qua một công tắc. Cái này là công tắc tổng. Cái công tắc của mình nhá, nó có cái đèn led ở đây này, đèn báo này, nên là mình sẽ câu thêm một dây mát vô đây. Cái sợi mát này sẽ là chung với cái module sạc dự phòng này, chung với bóng led và sử dụng ở cái đầu out của cái module mình đã chỉnh 12,6V này. Nó cũng một sợi âm cũng vô cái module book này luôn. Đấy. Như vậy là coi như là pin vô này, pin chỉ dùng một dây dương, à dây âm trực tiếp vô đây. Vô cái module này, dây dương sẽ vào công tắc tổng sẽ vô một sợi vô đây. Cái mạch báo trung lượng này mình đấu trực tiếp vô cái đầu in của cái module này. Đấy, cái đầu out của module nhá, bắt đầu là lấy nguồn 12,6V ra này, chúng ta sẽ câu vô hai công tắc này. Công tắc đầu tiên sẽ là bật cấp nguồn cho cái bóng led cốp này. Công tắc thứ hai sẽ là bật cấp nguồn cho cái module book và module sạc dự phòng này. Đấy, nó cũng đơn giản thôi. Ở cái module này thì mình câu hai sợi dây ra này, chúng ta có thể cắm hai cái que đo hoặc là hai cái sợi hai cái jack kẹp cá sấu cũng được. Đấy, cực kỳ đơn giản. Đây, bây giờ mình sẽ cắm một thử cho anh em xem này. Rồi, tí mình sang cái tay cầm. Đầu tiên nhá, là khi chưa có gì, bật công tắc tổng lên là chỉ cấp nguồn để chúng ta có thể biết được cái dung lượng pin thôi. Đấy, đèn này nó sẽ báo sáng này. Bắt đầu là chúng ta biết được cái dung lượng pin là đang 41,5V và đầy này. Chưa có gì nhá. Công tắc thứ hai sẽ là bật cái led cốp. Đấy. Bật cái nào nó sẽ sáng cái đấy anh em ạ. Công tắc thứ ba sẽ là bật cái module book và module sạc dự phòng. Đấy. Rồi. Cực kỳ đơn giản. Cái module thứ ba này là cái module book này mình sẽ dùng làm một cái nguồn đa năng. Cắm hai sợi vô đây. Bên này là được hai cổng sạc pin này, mình đấu 4 cổng nhưng mà thôi, chắc không cần. Nếu mà cái mạch kia vẫn dư chỗ ở đây nhưng mà thôi không cần anh em ạ. Để thêm một cái chỗ này nó vòng qua đây cho nó đỡ cái khung này nó khỏe hơn. Đấy, bật tất lên. Các bạn có thể chỉnh khoảng độ 12,2 12,3V cũng được. Mình để 12,6 là đúng cái chuẩn của pin bias. Tất tổng là hết tất này. Bật tổng lên. Đấy. Tắt đèn led này. Vẫn để module book và sạc dự phòng. Rồi, đã tắt hết, bật mỗi tổng để báo dung lượng pin thôi. Mình sẽ làm tiếp một cái tay cầm ở đây. Được anh em ạ. Như vậy hôm nay mình đã làm xong cái đèn này rồi. Bây giờ đi test thử ánh sáng nha. Hai cái module này, một cái là sạc điện thoại này, một cái là bên
như kiểu là nguồn đa năng thôi. Tay cầm thì dùng cái trôi tua vít khỏe lắm anh em ạ. Con này tha hồ sạc. Được nhé bạn, 10 cục này thì dùng cái đèn tha hồ luôn. Đây, chúng ta cũng có thể dùng để sạc điện thoại. Với cục pin 40V 6Ah này thì sạc chắc là mấy chục lần điện thoại nhé bạn. Đây nha, bật cái module sạc lên này. Đây, nó sẽ xanh ở chỗ này. Hai cổng sạc nhanh luôn. Một này. Hai cổng này. Máy mình toàn đang đầy pin mất rồi. Đó, đang sạc sạc nhanh 88%, 24 phút nó sẽ đầy. Đây, một cái này nữa. Cái này hình như của mình cũng đang gần đầy mất. Đang sạc sạc nhanh 96%, 11 phút nó sẽ đầy. Đấy, hai cổng QC 3.0. Nãy mình định dùng cái mạch 4 cổng cơ nhưng mà thôi, mất công khoét anh em, tại vì dùng hai cổng này là tha hồ lắm rồi. Còn bên này, chúng ta có thể dùng như một cái nguồn đa năng vậy. Bật lên này. Mình sẽ dựng nó lên như thế này. Đấy. Cái mạch này nhá, có thể tùy chỉnh được thông số tiện lắm anh em ạ. Xem được cả đây, AH này, H này, OH à, các kiểu luôn. Đây để set nó, các bạn chỉ cần bấm một cái này thôi. Hoặc là giữ 3 giây để set cái thông số ở trong. Cái này chúng ta sẽ bấm cái nút này. Ví dụ muốn về 18V đúng không? Đây bạn này rất là dễ. Đấy, muốn về lại là 12V này. Ở đây mình không ạ. Đây. Đấy. Tập bấm một nút này nữa là xong này. Rồi. Không cần vặn cái này hơi lâu. Còn nếu mà muốn vặn này anh em sẽ giữ cái này. À, muốn chỉnh các thông số ở trong. Giữ cái này tầm 3 giây. Nó sẽ có các thông số ở trong là cho anh em chỉnh. Mấy cái này mình chưa nghĩ cũng chả hiểu nó là quái gì. Rồi bây giờ sẽ thử là một cái bộ nguồn di động nhá. Đây, nguồn thì cũng chỉ có motor mới led thì chả có gì test. Ở chỗ này nó sẽ báo ampere, mẹ oát các kiểu. Đấy. Nếu mà chạy tính thời gian nó sẽ từ từ nó hiện lên AH này, MH này anh em ạ. Đây là 0,5 ampere này. Rồi, như vậy hôm nay chúng ta đã chế xong một cái đèn led cốp kiêm cả sạc dự phòng này với cả bộ nguồn đa năng từ cái pin Ryobi led cốp này, mấy cái hộp đựng đá này,
cái khay đá. Rồi, kênh cho bạn con, chúc bạn thành công.